Chào bà con, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật đào hố bón lót cho cái cây chanh dây. Khi mà chúng ta trồng khoảng thời gian từ 4 tháng á, 4 5 tháng á, thì chúng ta tưới nước một thời gian thì cái bồn nó bị pha đi á, nó không còn cái bồn á, thì mình sẽ tiến hành đào bồn cho cái cây chanh dây. Thì với clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái cách kỹ thuật đào đó. Thì ban đầu chúng ta đào hố mà để trồng nó thì bán kính sâu khoảng 60 80 đúng không? Thì sau này tưới một nước một thời gian thì nó bị bằng cái bồn luôn á. Thì chúng ta bắt đầu đào cũng bán kính cho 90 đi, rộng ra thêm đó, rộng ra cho cái gốc nó chứa được nhiều nước hơn. Có thể đào 90, nhưng mà khi mà đào các bà con nên cẩn thận là không nên đào quá sâu hoặc là đào gần gốc, vì đôi lúc cái rễ của cái cây dây á, nó ăn rộng ra thì chúng ta đào vô tình nó đứt những cái rễ của nó, sẽ làm cho cái cây dây nó bị mất sức hay mất cái chất dinh dưỡng từ cái rễ lên á. Nên bà con nên đào, nói chung là đào cẩn thận xíu, đừng để đứt cái rễ của chanh dây, và đào rộng ra. Và khi đào xong thì bà con tiến hành có thể là bón lót ít phân chuồng. Thì với cái chanh dây của mình thì mình không có bón lót nữa, do hồi trước khi mình đã bón lót rồi, thì hôm nay mình bỏ phân cho nó là phân DAP thì để cho nó dưỡng trái, rồi cái trái nó căng đẹp thì mình bón ít phân rồi mình tưới nước. Thì đây là cái clip mình hướng dẫn về cái kỹ thuật đào bồn thì bà con xem nó. Sau khi đào xong thì mình tiến hành mình rắc phân luôn, nó phân DAP, thì phân này thì mình chỉ bón thúc cho nó khi mà chanh trái nó nhiều quá, giữ sức cho nó đẹp bóng và trái tròn. Thì còn về cái bệnh mà bị tấp trái thì mình nghĩ là do giống á, chứ không phải do thiếu nước đâu. Thì với cái clip này á, thì mình chanh mình cũng không có bị tấp trái, một số dây là bị, còn những số dây là không bị, nghĩa là do một số là giống thôi. Còn về mọi người nói là do thiếu nước thì mình nghĩ là không thiếu nước đâu, vì nước mình tưới rất là đều, nhưng cái quyết định cuối cùng cũng vẫn là do giống một phần. Thì qua cái bệnh tấp trái thì cũng có một số người đã giới thiệu về cái thuốc mà chống cái bệnh tấp trái tấp quả, thì mình cũng chưa có sử dụng vì cái vườn chanh của mình nó vẫn chưa có hiện tượng tấp nhiều. Nên sẽ có những cái clip mà sau này mình tới những cái vườn họ bắt đầu đang xử lý á, thì mình sẽ quay cách xử lý về cái xử lý cái bệnh tấp trái trên cái chanh dây cho bà con xem, và bà con rút ra kinh nghiệm và để ứng dụng vào cái vườn của mình. Thì bà con cứ nghiên cứu, thì phần lớn là do giống á, chứ không phải là do thiếu nước đâu. Thiếu nước nói ra cũng không đúng mấy, vì mình nghĩ theo kinh nghiệm của mình á, thì cái thiếu nước nó không phải là nguyên nhân chính. Còn cái về phần tưới nước á, thì bà con nên tưới đều xung quanh gốc. Thì nếu mà ở trời nắng như ở cái vườn chanh của mình á, thì hai ngày mình tưới một lần á. Nói chung là do điều kiện mấy nay nắng quá, chanh nó hay dễ héo nên mình tưới 2 ngày một lần. Thì qua clip này thì các bạn cứ xem hết về cái quy trình mình tưới nước, vì đây là mình vừa đào bồn mà vừa tưới nước luôn, vì chanh mình trồng cũng hơi lâu rồi nên có những dây thì 4 tháng, có những dây thì 6 7 tháng, do mình trồng khác lứa không có đều lứa, nên các bạn cứ xem và bà con cứ xem và nhớ ủng hộ, chia sẻ video và đăng ký kênh. Xin cảm ơn bà con ạ.